Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập đánh vần với các đồ dùng trong phòng ngủ nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Ai ai cờ ai cai sắc cái. Em nờ em nêm nặng nệm. Cái nệm. Ai ai cờ ai cai sắc cái. Ương ngờ ương. Di ương dương huyền giường. Cái giường. Ai ai cờ ai cai sắc cái. Ôi ôi gờ ôi gôi sắc gối. Cái gối. I e u yêu chờ yêu chiêu sắc chiếu. U cờ úc chờ úc trúc sắc trúc. Chiếu trúc. En đờ en đen huyền đèn. Ngờ u ngu hỏi ngủ. Đèn ngủ. Ai ai mờ ai may sắc máy. A nhờ anh. L anh lanh nặng lạnh. Máy lạnh. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!